Xin chào quý vị và các bạn yêu âm nhạc trên mọi miền của Tổ quốc. Hôm nay ngày 8 tháng 5 năm 2020, cùng với Đông Anh tiếp tục về thêm hai bộ dàn Sony có model là MD919. Vâng, Sony MD919. Đây là một model rất đẹp của hãng Sony. Một bộ dàn chung màu xám bạc. Và đặc biệt là bộ Sony này có ổ đĩa có thể chạy cùng lúc 5 đĩa. Quý vị có thể nghe một trong 5 đĩa. Hai ổ MD. Bộ dàn Sony MD919 luôn luôn là một trong những bộ dàn được anh em yêu âm nhạc quan tâm nhiều nhất. Bởi cặp bộ này vừa đẹp vừa hay. Vâng, vừa đẹp vừa hay, dễ trưng bày. Và ở mức giá cũng rất bình dân. MD Sony 919 có kích thước chiều rộng là 78, chiều cao trên 50, vâng, điểm cao nhất là trên 50, chiều rộng là gần 80. Và mức giá hiện nay bộ này đang được bán tại Hồ Nguyễn Đông Anh với giá là 11.900.000 đồng. Rồi 1.900.000. Quý vị và các bạn muốn sở hữu bộ dàn chung Sony MD919 thì xin mời liên hệ Hùng Huyền Đông Anh, số điện thoại 0984285477, hoặc xin mời quý vị và các bạn đến xem hàng trực tiếp tại số 10 ngõ 24 đường Cao Lỗ, thị trấn Đông Anh, Hà Nội. Tại đây Hùng Huyền Đông Anh có rất nhiều những bộ dàn chung, dàn đại, phân khúc bình dân. Vâng, bộ dàn Sony MD919. Quý vị và các bạn đang nghe âm thanh từ bộ dàn Sony MD919 về tại Hùng Huyền Đông Anh ngày 8 tháng 5 năm 2020. Dàn Sony MD919 có ưu điểm là chạy được 5 đĩa và mắt đọc rất tốt, rất khỏe, không kén đĩa. Tôi xin nhắc lại, nếu quý vị và các bạn có nhu cầu sở hữu bộ dàn Sony MD919 hàng đẹp thì xin mời đến xem hàng trực tiếp tại số 10 ngõ 24 đường Cao Lỗ, thị trấn Đông Anh, Hà Nội, cửa hàng điện tử Hùng Huyền, hoặc liên hệ qua số điện thoại 0984285477. Hùng Huyền Đông Anh có bán trả góp và ship hàng trên toàn quốc. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video clip và ủng hộ Hùng Huyền Đông Anh. Quý vị xem nhiều video clip của Hùng Huyền Đông Anh hơn bằng cách nhấn nút đăng ký kênh và đặt chuông thông báo để không bỏ qua bất kỳ một video nào của Hùng Huyền Đông Anh. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.